Rồi chào cả lớp. Bây giờ vấn đề đến cái đáp án của cái môn kiểm tra huyết học tế bào thì có một trung bình một ngày thì có khoảng 35.000 tiểu cầu được sinh ra từ nguyên mẫu tiểu cầu. Thứ hai là tiểu cầu có vai trò quan trọng nhất trong quá trình đông cầm máu. Tiểu cầu có kích thước lớn, đó là tiểu cầu có kích thước có thể lớn hơn 5 mm. Đông máu rải rác trong lòng mạch thì số lượng tiểu cầu thì ở đây có một số khoảng là rất thấp là chính xác. Ý nghĩa của tiểu cầu sau trên lâm sàng thì ở đây chính là tiểu cầu lưới, thì chúng ta thấy nhìn xung quanh có các cái lưới và tiểu cầu này thì nó làm cho chúng ta biết được là do giảm sinh của tủy xương hay là do tăng phá hủy ở ngoại vi, để từ đó chúng ta có thể can thiệp là vấn đề là có trong hút tủy xương hay không. Quan sát độ tập trung tiểu cầu để đánh giá các cái bệnh liên quan đến chức năng tiểu cầu. Đánh giá được chính xác độ tập trung tiểu cầu khi chúng ta chích máu ở đầu ngón tay. Hiểu tiêu bản quan sát độ tập trung tiểu cầu dựa trên đặc tính kết dính và ngưng tập của tiểu cầu. Độ tập trung tiểu cầu tăng khi tiểu cầu tập trung thành đám và lớn hơn 10 tiểu cầu. Máy có thể đếm nhầm hồng cầu kích thước nhỏ thành tiểu cầu khi B là MCV nhỏ hơn 60 centilit. Quy trình nhuộm tối ưu hóa là diêm xoa kết hợp với roi với tỷ lệ là 1.1. Chỉ định gạn tiểu cầu điều trị khi C, số lượng tiểu cầu lớn hơn 1.000 giga trên lít. 13 khối tiểu cầu gạn tách từ người hiến máu có thể tích từ 120 đến 250 lít thì phải có tiêu chuẩn số lượng tiểu cầu tối thiểu là 150 nhân 10 mũ 9. 14 chỉ số tiểu cầu giảm khi tiểu cầu là B dưới 100 mg trên lít. 15 đánh giá chức năng tiểu cầu thì chúng ta cần phải làm các cái xét nghiệm nào? Đó là thời gian máu chảy này, độ ngưng tập tiểu cầu và đo độ dính tiểu cầu. Bởi vì hai cái câu này sai là lên thời gian máu đông là không có đánh giá chức năng nhé. Và cái co cục máu là co cục máu đông chứ không phải là co cục máu chảy, cho nên hai đáp án B và C này là không đúng. Rồi, cảm ơn.